lấy tiền gửi cho chú này. Hai người khác thì chú bán 3,1 triệu, còn chú bán cho hai anh em thì là 3 triệu thôi cô bác ạ. 3 triệu. Cảm ơn nhá. Đủ chưa chú? Đủ rồi. Đúng không? Thế thì cái lồng nữa một tí cháu bảo Quân là đem ra giả sau nhá. Tại bây giờ thì hai anh em tiếp tục là di chuyển là đi về nhà rồi cô bác ạ. Đấy, có vẻ như là Quân chỉ được theo dõi ở trên điện thoại thôi cô bác ạ. Là chưa từng 15 tuổi rồi, chưa từng bao giờ mà cắt cái bánh sinh nhật lần nào cả. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, anh chị, hôm nay cháu Lực cùng em Quân đi mua cho em Quân thêm một chút gia súc, gia cầm nữa cô bác ạ. Đấy, và hôm nay cháu Lực đi mua cái gì thì xin mời các bác cùng theo dõi video để cùng cháu Lực với lại em Quân đi chọn cho em Quân để mà về nhà cho em Quân, giúp em Quân là một phần chăn nuôi cô bác ạ. Cái khoản này thì là được bà bé bà ở bên Mỹ có gửi cho cháu Lực từ khá là lâu rồi cô bác ạ. Đấy, đến hôm nay thì cháu Lực mới tìm được ra và đi mua cô bác. Hiện tại thì cùng em Quân là đang ở chỗ mà chọn cháu Lực, thì bây giờ hai anh em sẽ di chuyển là ra bên kia để mà chọn và mua cô bác nhé. Hay Quân thì bây giờ thì hai anh em mình đi ra bên kia chọn để mua nhá. Vâng. Quân thì hôm nay là biết là anh em mình đi mua cái gì không? Có à? Vâng. Hay vừa rồi thì Quân có mượn xe của bác của em lên. Quân lấy cả mũ bảo hiểm đội vào. Quân là biết cái chỗ mà đi mua chưa? Rồi ạ. Rồi à? Đấy, đi trước anh đi. Ok bạn. Xe của em Quân thì là biển mượn của bác ấy cô bác, là biển A, không cần là bằng, cần là đội mũ bảo hiểm là đi được rồi. Quân thì trước kia là bố em cũng đi có xe máy rồi, và em cũng đã đi một thời gian rồi cho nên là em cũng biết đi xe máy. Đấy, nhưng mà do là về hoàn cảnh gia đình của em. Đi đường kia em Quân. Hả? Đường kia mà. What? Do là cái hoàn cảnh gia đình của em Quân là chưa đủ điều kiện để mà mua được xe máy. Thường. Hôm nọ cũng được là các bác gửi cho em Quân để mà nuôi rồi, hôm nay thì lại tiếp tục là mua thêm những con vật để mà cho em Quân nuôi thêm nữa cô bác. Vừa rồi thì hai anh em có ra đến cái chỗ mà chuẩn bị mua lợn giống cho cô bác ạ. Phần quà hôm nay là được bà bé bà ở bên Mỹ lại tiếp tục dành tặng cho em Quân. Bây giờ thì hai anh em đang đợi chú mà bán lợn giống một chút. Thấy có vẻ như là chú đán lợn nó về rồi. Nhà chú làm trang trại ở đây à? Trang trại đây đúng không chú? Đây chú để đưa cháu với lại Quân đi vào xe một chút. Nhà chú ở đây nuôi nhiều con không chú? Nhiều à? Có vẻ như là bên trong này cũng có khá là nhiều gỗ đấy. Đây chú. Đôi này á? Đôi này bây giờ giá là tầm bao nhiêu chú? 3,1 triệu đấy. 3,1 triệu à? Khá là cao đấy nhỉ. Thế nhưng bên này thì bên này hơn 2 triệu một con à? Bây giờ thì chắc là chú cho cháu mượn một cái lồng thôi. Xong là tí mà về nhá. Có bớt được tí nào không chú? Dạ. Ồ, bớt được cháu một chút thì mới lấy được chú. To hết rồi. Dạ. Lần to hết rồi. Lần to nhờ, bớt được cháu độ 50.000 đến 100.000 nữa thì mới lấy được chứ. Ok. Ôi nhảy khỏe đấy nhờ chú nhờ. Thế chú bắt được cháu đi. Con này là lợn giống hả chú? Vâng. Đôi này ấy nhờ. Không phải là con đâu. Ôi ôi, nhảy khỏe quá.
Cái lợn này nhà chú tự nuôi là đi đâu lấy về chú? Đi mua về chứ. Đi mua ở bản đấy thôi à? Ba triệu là hiếu nghị lắm á. Mày tưởng nhẹ à, không nhẹ đâu. Này lần này dưới. Xem là có dây co không Quân? Dạ. Có dây co không? Có. Kéo chân trong dứa lên đi. Nó bảo là chú là hộ buộc một tí. Ô thế nhà chú là ở dưới kia rồi à? Lợn này không bán theo cân hả chú? Hay là... Tù mù về bán, tù mù thôi. Lấy tù mù về bán rồi à? Ừ. Nhưng mà nếu mà ở trên bản thì người ta cũng không bán theo cân hả chú? Loại lợn này. Giờ loại này người ta cũng bán tù mù hết. Bán cân thì hơi cao đấy. 120.000 một cân đấy. 120.000 một cân á? Vâng. Đầu cổ thì lợn một cân. Vâng. Đôi lợn này là phải bảo với chú là để từ khá là lâu rồi thì chú mới để lại chứ không cô bác ạ, chứ không là chú bán đi mất rồi. Có ai về hỏi chưa chú? Có rồi. Có rồi á? Bán đôi này á? Nếu mà chú bán cho người khác là tầm tầm bao nhiêu? Bán cho người khác là 1,7 triệu một con. 1,7 triệu một con á? Là bán cho cháu là một con là 1,5 triệu à? Quân hộ anh lấy trong cặp này lấy tiền ra gửi cho chú ấy. Vâng. Trong cặp này ngăn ngăn ngoại. Quân là quân kéo lấy lợn về trả chú nhá, quân nhá, anh nhá. Vâng. Cái chú là hay ở ngăn ngăn ngoại, ngăn ngăn bé bé. Ở trong 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 có một ngăn bé. Cái chú là hay lên trên bản để bắt những con lợn này về xong rồi bán lại à? Vâng. Có không Quân? Không ạ. Đây, Quân lấy tiền gửi cho chú này. Hay người khác thì chú bán là 3 triệu mốt, còn chú bán cho hai anh em thì là 3 triệu thôi cô bác ạ. 3 triệu. Cảm ơn nhá. Đủ chưa chú? Đủ rồi. Đúng không? Thế thì cái lồng nữa một tí cháu bảo Quân là đem giá giả sau nhá. Tại bây giờ thì hai anh em tiếp tục là di chuyển là đi về nhà rồi cô bác ạ. Ở đây thì khi mà cháu Lực đi mua thì cháu Lực cũng đã dặn với lại các chú là để cho thì các chú mới để cho cô bác chứ không là các chú cũng là bán đi rồi. Tại vì là các chú cũng biết là cháu Lực hiện tại là đang làm một cái kênh mà thiện nguyện đi giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo. Thì các chú cũng khá là tạo điều kiện cho và giúp đỡ cho cháu Lực. Rất là may là chú của bác của em Quân là còn cho mượn lấy cái xe này để mà làm cái phương tiện đi lại.
sau một cái thời gian mà hai anh em di chuyển thì bây giờ cũng đã gần đến cái chỗ nhà mà chuẩn bị xuống nhà em Quân rồi. Đấy, chỗ này thì không thể là lấy xe đi lại, không thể lấy xe được đi xuống nữa, chỉ có để trên này xong là lấy khanh đi lên, khanh đi xuống thôi. Ôi từ Quân, để anh kéo cho, thì nó đổ em kia đấy, được chưa? Đấy, bây giờ thì phải kiếm cái cây ấy, thì để khanh đi thì khanh mới khanh được chứ. Ồ, xe này thì có vẻ như là cũng dùng khá là nhiều băng dính để cuốn vào đấy nhở. Hàn khá là nhiều rồi. Đấy, một đôi lợn khá là to luôn. Chỗ này thì được tầm bao nhiêu cân? Quân thì ước chừng xem là tầm được tầm bao nhiêu? Cái này chắc tầm 35-40. 35-40 cân à? Đấy, bây giờ thì hai anh em phải kiếm cái cây để mà xỏ khanh như đợt mà mình khanh con dê à, con lợn đầu ấy. Vâng ạ. Lấy thêm hai con này về nữa thì liệu có nuôi được không Quân? Có. Nuôi được đúng không? Vâng ạ. Ôi, chỗ này là hai anh em phải lấy khanh xuống rồi. Có vẻ như lợn nó khá là kêu nhỉ. Vâng ạ. Ôi, từ. Đấy, hai anh em mình lại tiếp tục đi đi. Vâng ạ. Đấy, một tí đem nữa về là lợn thì cũng có 3 con, dê là cũng có thêm 3 con. Vâng ạ. Đấy, Quân là tha hồ nuôi rồi. Đi một tí, lúc nào mỏi thì anh em mình lại nghỉ đi. Tại vì khá là nặng. Vừa rồi Quân lên thì ông với bà là ở nhà làm gì? Bà thì đi lấy công ạ. Bà đi lấy công á? Vâng. Thế còn à, ông? Ông thì đi lấy cỏ, lúc em vừa lên trên xã thì ông cũng vừa về. À. Ôi, mỏ tay quá con này. Cứ đặt đấy. Cái lòng này thì cũng mượn cái anh mà bán lợn một tí nữa thì là Quân sẽ đem lên giả sau nhá. Bà thì có phải là đi lấy công cấy không? Có. Anh nhìn thấy ở dưới kia là có gia đình nào đang cấy đấy. Thế của nhà Quân là đã cấy hết chưa? Của em còn thiếu mất một đoạn, còn chưa cấy đâu. Một đoạn à? Đúng rồi. Bà đang đi giúp bên kia thừa hai lúa thì bà đi giúp họ cho. Đi giúp là người ta lấy mạ cho đúng không? Bây giờ anh em mình đi tiếp thôi nhỉ. Hôm qua thì em cùng họ đi cày. Hôm nay bà đi lấy công. Hôm qua em đi cày là họ lấy mạ cho, hôm nay bà đi lấy công. Lúc nào em chồng họ lại về giúp ạ. Ây da, lợn nó kêu thế nhỉ. Đến cái đoạn này thì có vẻ như khá là trơn của bác ạ, thành ra là hai anh em không có thể mà đi được. Chắc là để lấy kéo đi thôi. Chân nó không xuống được đâu, tại vì nó có cái miếng ở dưới kia rồi. Thật nha, tí nó lăn đi ấy. Hai phải hết sức là cẩn thận. Ôi, chỗ này quả thật là rất là trơn của bác ạ. Nó không có, nó nguyên cái đất đỏ ấy, nó không có một tí đá. Nhớ nó xuống đấy.
Vậy ông thì vừa rồi thấy cháu Lực với lại em Quân ra thì cũng ra đây lại luôn. Bây sáng mai mà hôm hiện từ này đi. Hôm hiện khử bá từ này bần bì liệu tốt từ này chứ mẹ. Liệu bố giúp bây xuống chép bây ra. Ông bây đi chê chứ ồ. Còn về cái chuồng thì chắc là để mà ngày mai ngày kia cháu Lực sẽ bảo Quân lên trên lấy chút xi về để mà láng lại một chút cô bác. Có vẻ như là bây giờ ở dưới phần là đấy, phần là cái nền nó hỏng khá là nhiều rồi. Bây giờ thì có 3 con lợn chung 2 chuồng thì nó cũng khá là rộng rãi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Ôi, có vẻ như là nó mới vào là nó hơi cắn nhau một chút đấy nhỉ. Đấy, ở phần trong cái phần chuồng của bác này, chuồng cái này thì hiện tại đang mượn chuồng của nhà chú cho nên là cũng không có dám để mà sửa khi mà chưa được phép hỏi chú ở nhà bên này. Có thể là tối nay là Quân điện cho chú xem là hỏi nếu mà chú cho mình sửa. Chú hiện tại là chú chưa về đấy, thì chú cho mình sửa thì ngày mai Quân lên trên lấy tầm độ 2 đến 3 bao xi về. Vâng. Để mà láng lại nhá. Vâng. Láng lại từng cái chuồng một. Vâng. Khi mà mình láng cái chuồng bên này thì mình sẽ dồn hết cho ba con ra ở chung một chuồng đã. Vâng. Rồi thì bao giờ láng xong thì mình sẽ cho cả ba con nó. Vâng. thả hai chuồng nó. Vâng. Đấy, còn ở phần phía trên này thì chắc là hiện tại là cũng sẽ phải là cần thêm vài tấm poro nữa để mà làm lại. Đấy, nhưng mà làm thì mình phải trồng thêm là hai cái cột vào đây nữa. Rồi. Đây, hôm Quân trước em cũng chặt, hỏi chú chặt cây kia xong à. Pro thì nhà em pro cũ, nhà chú đây vẫn cho làm. Pro cũ là ở đây vẫn dùng được đúng không? Vâng, pro cũ này vẫn còn dùng được, vẫn chưa hỏng nữa. Rồi. Thế thì Quân xem với ông đục được ấy thì trồng thêm mấy cột nữa vào đây. Vâng. Để mà làm cái chuồng cho nó rộng rãi một chút. Vâng. Đây, bây giờ thì có thêm 3 con lợn vào thì chắc chắn là rau lợn cũng sẽ phải là lấy nhiều hơn. Vâng. Đấy, hiện tại thì vừa rồi thì mới lấy về thì anh bảo là dặn là chưa cho ăn cái gì vội. Chưa cho ăn bốn lấy hót rồi này. Lá rong đúng không? Vâng. Đấy, chưa cho ăn là lá rong vội, chỉ cho ăn là nguyên thân cây chuối thôi, thân cây chuối thôi. Bây giờ thì cả ông với bà nữa cũng sẽ lại vất vả thêm nhiều. Nhưng mà bù lại thì ở đấy, bù lại thì mình cũng có thêm những con vật nuôi để mà mình nuôi. Vâng. Dê thì hiện tại là đã đem đi đâu để chăn rồi? Lên trên kia chăn rồi. Lên kia chăn à? Vâng. Đấy, bây giờ thì có vẻ như là Quân nó có thêm khá là nhiều những con vật nuôi của bác này. Lợn thì đến hôm nay mua thêm 2 con nữa thì là cũng là 3 con. Trước thì cũng được là một con trước thì cũng được là bà bé mua cho. Vâng. Đấy, 2 con này nữa thì là cũng được bà bé là mua cho. Vâng. Đấy, cháu Lực cũng đi mua bao nhiêu tiền và cháu Lực cũng đã ghi hình lại rồi cô bác ạ.
Có vẻ như là vừa vào nó sẽ hơi cắn nhau một chút đấy. Lúc nào mà nó cắn nhau thì lấy dao roi vụt vụt một chút. Vâng. Đấy, tại vì là nó con lạ mà, nó con mới mà. Vâng ạ. Ở trong chuồng hiện tại là vẫn còn là khá là nhiều phân lợn cô bác, thì cháu Lực sẽ không có ghi hình vào trong là thêm là nhiều nữa. Đấy, cô bác nhìn thấy hai con lợn này thì có ưng không cô bác? Bà lăn hai cuốn mẹ phực hơi bên nữ lạc xì mà. Hốc nào này à đây chấm từ nay chú lá chưa được xấu này xấu này thấy qua được con mà đây qua nó phá xí cho nó mất tiền mà nó đây thấy sống tàu phi với ba là ở tiền mà phá lên này đây ở phần để nó tập này lâu mà phần nó tập này mà đây cũng promo phá hết chứ đấy. Đây, vừa rồi thì ông cũng bảo là hỏi về chú để xem là sửa lại cái ngôi nhà này và dùng Pro để làm lại cái phần trên nữa một chút nữa cô bác. Thì bây giờ thì lợn cũng có khá là nhiều, nuôi ba con lợn thì nếu mà chịu khó là nuôi là độ tầm một năm là bán được sẽ cũng được khá là nhiều tiền đấy. Mình bán đi rồi thì là mình lấy mình dùng một ít tiền đó để mà mình lại mua thêm con giống mới. Chứ không phải là bán đi là dùng tiền đấy để mà mình tiêu hết đâu. Còn là cái số tiền lãi thì mình sẽ để mà tiết kiệm lại. Nhà Quân thì cũng có khá là nhiều cây chuối, thì chuối này mình sẽ để mà cho lợn ăn, cũng được cô bác ạ. Và kèm theo đó thì bà cũng có đi hái thêm những cây rau dại ở rừng về nữa. Ui cây đấy cây to quá không? Chặt luôn cây đấy à? Vâng ạ. Thật ra nó đổ ấy, ui, anh phải né em một tí. Cho nó đổ đi hướng nào ấy? Vào trong này. Ở đây thì các bác là gửi tiền cho Lực để đi mua cho ông Quân những con vật nuôi để mà ông Quân khi mà ở nhà không có đi đâu để làm gì ấy, thì còn có vật nuôi để mà nuôi thì nó cũng giúp cho Quân là phát triển cái phần kinh tế của nó. Răng bấm ai dê? Có vẻ như là lợn nó cắn nhau sao ấy. Vâng ạ. Con lợn nó còn đang con mới thì không thể tránh khỏi được là nó còn những kiểu là tranh chấp địa bàn ấy. Vâng ạ.
bây giờ thêm có thêm 3 con lợn thì lấy rau lợn là phải gấp đôi đấy nhờ. Vâng ạ. Làm 3 phần thì trước chỉ lấy có 1 phần thôi, bây giờ lấy thêm 2 phần nữa. Vâng. Này chặt làm đôi đâu chứ, không vác được một hết cây đi đâu chứ. Vâng ạ. Để một tí nữa lại về lấy thêm một lần nữa. Vâng ạ. Hãy về cái phần lợn giống như này thì là được bà bé, bà ở bên Mỹ là hỗ trợ cho em Quân. Còn về cái phần dê thì được là bác Thảo Đỗ, bác gửi tiền cho Lực để mà đi mua. Dao không cầm đi à? Tí nữa lại về lấy ạ. Một thân cây chuối này thì cũng khá là nặng đấy cô bác. Thấy một tí nữa thì em Quân sau khi mà lấy rau lợn cho con lợn ăn rồi thì cho Lực xe nói thêm về cái vấn đề mà cách làm sao như nào để mà chăn nuôi lợn cho nó tốt nhất có thể. Một cái đấy thì cũng khá là nặng rồi đấy nhở. Vâng ạ. Cái kia thì có vác luôn không hay là để một tí nữa mới vác sau? Một tí vác sau ạ. Quân thì đã từng dùng cái máy thái rau lợn chưa? Bà được dùng rồi ạ. Bà được dùng à? Thế bây giờ máy đấy đi đâu rồi? Máy đi hỏng đi nhà bên kia rồi. Hỏng rồi á? Vâng ạ. Ồ. Đấy, ở đây thì trước kia bố của Quân còn ấy thì là còn mua được. Đấy, nhưng mà sau khi là bố ra đi rồi thì cũng không có biết đi đâu để mà kiếm được tiền nữa, cho nên là hỏng thì cũng không có tiền để mà sửa thêm. Không biết là nó còn hỏng là không biết là nó đã hỏng, gọi là hỏng còn sửa được nữa không ấy. Bà Quân thì có vẻ như là đi lấy công ở bên kia đấy nhở? Vâng ạ. Đây bên kia thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có những hộ gia đình người ta đang lấy, người ta đang trồng trong lúa của bác. Ở đây thì Quân nói với cháu Đức rằng là đi thứ nhất là vừa đi hộ lấy công này, thứ hai thì đi xem người ta có mạ có dư ra không, nếu mà dư ra thì còn là lấy mạ về để mà trồng nhà em, để mà trồng nhà em Quân. Em Quân thì ở dưới kia là còn thiếu một chút cô bác ạ. Có vẻ như là mùa đông năm nay thì gieo ấy thì có vẻ như là lạnh quá, thành ra là nó không có phát triển được nhiều, cho nên là bây giờ còn thiếu. Bé Hiếu bao giờ lớn ấy thì mới hộ được Quân những công việc này nhỉ? Vâng ạ. Thế bây giờ thì em ấy còn rất là nhỏ. Thế từ cái lần trước thì mẹ còn vào đây thêm một lần nào nữa không? Không ạ. Không à? Vâng ạ. Không thấy vào nữa à? Vâng ạ. Những công việc mà đi lấy rau lợn này thì không có xa lạ gì với em Quân đâu cô bác. Một cậu bé mà năm nay mới chỉ có 15 tuổi thôi. Nhưng mà em ấy thì công việc gì cũng biết làm. Bây giờ mà không có làm ấy thì là ông bà cũng còn là yếu nữa. Ông bà cũng còn khá là yếu rồi. Vâng ạ. Nếu mà tầm 3 con thì một ngày nó ăn được tầm bao nhiêu? Tầm cũng ăn ít thôi ạ. Ở đây thì chỉ có cho nó ăn rau này thôi à? Có trộn với thêm cái gì không? Cái thân chuối nữa à? Cái con lấy về thì con lấy về trước thì lấy cả lá rong cho nữa. À.
trên vùng cao thì vào cái mùa mà mùa cấy mùa gặt ấy thì là anh em hay đi hộ với nhau cô bác ạ. Bà thì cũng không có ở nhà đâu, cũng sáng dậy ra là đi lấy công vậy, để sau này mà nhà Quân làm thì có người khác về hộ nữa. Bữa đầu thì cho nó ăn vừa vừa nha. Nếu mà nó không ăn thì Quân là phải bảo nhá. Vâng. Sau này mà nó mà bị không ăn hay là bị như nào ấy thì Quân phải bảo với anh để mà anh em mình đi vào trong tiệm thuốc thú y để mà mua thuốc cho nó. Vâng ạ. Nếu mà có cái máy thái rau lợn thì nó sẽ băm nhanh nhỉ? Vâng ạ. Còn nhỏ nữa. Nhà không có máy nữa mà biết nhà ai trồng à? Tối lại phải nấu đi ngày mai, không à, ngày mai sáng ra nấu đến 9 giờ mới đi giúp họ thì lúc nào đến nhà mình thì họ cũng ra muộn. Lại không làm được nhiều hơn nhỉ? Vâng ạ. Thế là bây giờ là như kiểu là mình đi lấy cỏ cho bò đúng không? Phải là mình phải lấy từ hôm trước để dành đúng không? Vâng ạ. Lúc mà thái ra nó nhỏ nhỏ một tí thì nó mới băm nhanh được. Vâng ạ. Những công việc này thì gọi là ở nhà thì cháu Đức cũng phụ giúp bố mẹ để mà làm khá là nhiều lần của bác ạ. Không có xa lạ gì cả. Bằng tuổi bạn bè của Quân thì vẫn còn đang gọi là ở trong vòng tay của bố mẹ. Bố mẹ chỉ cái gì thì làm cái đấy. Nhưng mà ngược lại, còn em Quân thì tự gọi là cái gì cũng tự hiểu biết và tự làm. Không cần ai phải nhắc nhở là nhiều cả. Năm nay thì Quân là 15 tuổi đấy nhỉ? Vâng ạ. Thế Quân là sinh vào tầm tháng mấy Quân? Em là 24 tháng 4 ạ. Thế là sao đến sinh nhật của Quân rồi à? Vâng. Có biết sinh nhật là gì không? Có. Thế đã từng, mình đã từng làm sinh nhật bao giờ chưa? Chưa. Chưa? Vâng. Chưa từng làm sinh nhật bao giờ à? Vâng. Nhưng mà tại sao em lại biết là về cái sinh nhật, nhìn thấy ở đâu? Nhìn sinh năm ạ. Nhìn sinh năm à? Là biết là ngày đấy là ngày sinh nhật à? Vâng.
Nhưng mà em đã từng nhìn thấy ai làm sinh nhật bao giờ chưa? Em rồi à? Rồi à? Cái sinh nhật thì người ta là thường làm như thế nào em có biết không? Thì mua bánh gato. Mua bánh gato á? Vâng. Em đã từng được ăn thử bánh gato chưa? Em chưa. Chưa à? Có vẻ như là Quân chỉ được theo dõi ở trên điện thoại thôi cô bác ạ. Là chưa từng 15 tuổi rồi, chưa từng bao giờ mà cắt cái bánh sinh nhật lần nào cả. Thế thì vậy như là Quân là gọi là chưa biết sinh nhật là cái gì rồi. Bây giờ là tháng 3, thế là tháng sau nữa là vào sinh nhật của Quân rồi. Tháng sau nữa là bước vào là 15 tuổi rồi đấy. Một cái lứa tuổi mà còn ăn học thôi cô bác ạ. Nhưng mà Quân là phải dừng cái việc học đấy ở lại để mà ở nhà là làm mà những công việc ở nhà rồi. Thậm chí là em còn đi làm mà thuê nữa. Những chỗ hôm nọ mà Quân đi làm ấy thì là em đi đã đi đòi lấy tiền lần nào chưa? Em chưa. Chưa đòi à? Vâng. Thế có điện được không? Được nhưng mà không dám điện được. Điện được, đường không dám điện á? Vâng. Em cứ thử điện, em điện xem nào, xem là như nào thì người ta có trả tiền không? Không thì mình phải đi lấy chứ. Đi làm được mấy ngày trời mà. Tính ra là được gần 1 triệu chứ, được gần triệu chứ. Bây giờ họ không về nhà đánh may lắm rồi. Chứ em không dám đòi đâu. Không dám đòi á? Vâng. Người ta nợ mình thì mình phải đi lấy chứ. Làm sao mà người ta dọa mình sợ được. Hay Quân thì thưa cô bác ạ, đi làm ấy thì là người ta không có trả tiền ấy, bị người ta dọa là em đã sợ rồi. Em biết cái nhà mà chú kia chứ? À? Không, em không. Chỉ được đi làm với chú thôi. Được đi làm với chú à? Thế cái công trình của chú ở thì ở đâu thì còn có biết không? Có à? Thì hiện tại thì còn ở không? Em không biết ạ. Em lâu không sang rồi. Lâu không sang à? Lúc em đi làm thì cũng sắp xong rồi. Cũng sắp xong rồi. Chắc bây giờ cũng xong đi. Chủ đấy đi đâu làm rồi. Anh em là bây giờ cũng gần 30 được rồi. Có thể là chỗ này một tí cám à. Cái này là vỏ cháu chứ nhỉ? Vâng. Này vỏ cháu được nghiền với cái gì? Thì chỉ nghiền mỗi vỏ cháu này. Mỗi vỏ cháu này. Vâng. Nếu mà năm nào trồng được nhiều ngô thì lấy ngô. Lấy ngô. À, lấy ngô là nghiền cùng đúng không? Vâng ạ. Nước cho tí nước thì nó mới ăn được. Vâng. Ở trên bản là nếu mà nó cắm lợn các bác thì không thể tránh khỏi được là không thể thiếu được những cái vỏ trấu như này này.
Có lẽ nó còn khá là sợ ấy nhỉ. Nên em tí. Hai con kia thì nó vẫn chưa ra ăn nữa. Có vẻ như là hai con lợn nhỏ này nó còn khá là sợ con lợn to kìa. Vâng ạ. Tầm ngày mai đi không sợ. Con lợn to kia nó vừa ra ăn cái là hai con lợn nhỏ kia nó chạy luôn. Vâng ạ. Ây, ây, ây. Thấy lại dồn à. Vâng. Có thể là cái phần mà mua... Vì cái phần làm chuồng này thì chắc là cháu Lực sẽ xin phép được là xin phép các cô bác anh chị mạnh thường quân ở trên kênh trích cái tiền đó ra để mà làm lại cái chuồng cho lợn nó ở một chút cô bác ạ. Đấy như quân thì để mà có tiền làm thì chắc phải là đi làm thêm một thời gian nữa khá là lâu thì em mới có tiền để mà sửa lại được. Đấy và đồng thời thì khi mà mình sửa đấy mình cũng phải hỏi ý kiến của chú thì người ta chú mới cho hay không thì mình mới dám sửa được nhá. Vâng ạ. Đấy, bây giờ kệ cho nó ăn đi. Có lẽ là có vẻ là mình ở đây thì nó hơi hơi sợ một chút. Vâng. Cho ăn một lúc đó. Tí con kia thì ăn lại không dám ăn. Thì con to cái ra nó không dám ăn nhỉ. Vâng. Đây, thấy nó ăn rất là cái ông thì ở nhà là nhặt những cành củi nhỏ về đi trên nhà để mà nấu nước mọi cái nữa. Hôm nay thì cháu Lực lại trích cái tiền của bà bé ra để mà mua cô ba ở đây thì cũng được là sự đồng ý của bà bé rồi thì cháu Lực mới mua như vậy cô bác nhá. Đợt nọ thì là bà bé có gửi cho anh là một khoản là 3 triệu để mà đi mua lợn rồi. Đấy hôm đấy là anh em mình đi mua hết là 1 triệu 700. Đấy 1 triệu 700. Thì còn dư là 1 triệu 300. Đấy thì bà bé tiếp tục gửi cho anh là thêm là 10 triệu 483 nghìn. Cộng với lại 1 triệu 300 là bằng là 11 triệu 300 nghìn nữa. Đấy và bà cũng có gửi cho anh thêm là một chút để mà làm mà kinh phí đổ xăng đi lại. Vâng. Và còn về cái phần khoản của bà bé là 11 triệu 300 ngàn này thì là hôm trước cháu Lực đã đưa cho mẹ của em Dung là 3 triệu đồng rồi. Mua đưa cho mẹ bà nội của mẹ Dung của bác là 3 triệu rồi. Đấy, 3 triệu và mua cho em Quân thêm là 2 con lợn nữa là 3 triệu đồng. Thì tổng hết là đi 6 triệu. Tổng hết là cháu Đức đã chi của bà bé đi là còn 6 triệu đồng. 11 triệu 300 ngàn trừ đi 6 triệu. Trừ đi 6 triệu là... Trừ từ kinh phí đổ xăng. 11 triệu 300 ngàn. Trừ đi 6 triệu đồng là còn dư là 5 triệu 300 ngàn cô bác ạ. Đấy, còn dư là 5 triệu 300 ngàn này. Còn dư là 5 triệu 300 ngàn thì bà bảo là để vào cái quỹ cho em Hưng là bố mới mất. Là mẹ đã bỏ đi từ khá là lâu rồi cô bác. Để cho em Hưng có... để cho em Hưng một cái quỹ để sau này có thể là giúp cho em Hưng giả về cái phần khoản ngân hàng hay là hộ em Hưng làm cái gì đấy cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được thay mặt là những quan cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ và em Quân bây giờ đấy, gửi một lời cảm ơn tới bà bé, chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Đấy, cảm ơn bà trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Bà phải nói là bà rất là tin tưởng khi mà bà gửi tiền cho cháu Lực đi thực hiện những cái chương trình đi mua được cho các em những cái con vật nuôi
Thế còn là về cái phần khoản ba con lợn này nhá, là của bà bé là gửi cho em nhá. Còn về cái phần ba con dê đấy thì là bác Thảo Đố là bác ấy gửi cho em nhá. Đấy, những cái tên mà anh vừa nói thì chắc là em không có xa lạ gì nữa đâu đúng không? Thế bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhá. Hôm nay thì bà lại tiếp tục mua cho em thêm là hai con lợn nữa để mà em phát triển cái kinh tế của mình. Còn thay mặt ông bà, em con cảm ơn bà đã gửi tiền để mua lợn cho con. Con chúc bà sang năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Con cảm ơn bà rất nhiều ạ. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng được rất là nhiều các bác anh chị cô chú, các bác anh chị Mạnh Thường Quân đồng hành cùng với Cháu Lực để đi giúp đỡ được những giúp đỡ được rất là nhiều những hoàn cảnh mà hiện tại Cháu Lực đang đi chia sẻ. Có những hoàn cảnh mà Cháu Lực đi chia sẻ thì không giúp đỡ được xây dựng về một cái quỹ về làm nhà, nhưng mà cũng giúp đỡ được những hoàn cảnh đó về được thức ăn, thức uống, thực phẩm thì cũng đấy, điều đấy cũng rất là vui mừng rồi. Còn những hoàn cảnh nào mà các bác cảm thấy rằng là giúp cho để mà làm nhà thì Cháu Lực cũng đã giúp được cho em Cương với lại em Sử. Còn trong thời gian tới thì về lại hai ông cháu với lại thêm em Quân nữa. Hai ông cháu thì cái tiền khoản kinh phí cũng khá là lớn rồi. Còn là em Quân cũng thế, cũng không có ít nữa, khá là nhiều đấy cô bác. Nhưng mà để mà số tiền là 100 triệu để mà làm nhà ấy, thì là hiện tại là nhà em Quân thì chắc là chưa có thể mà đủ được cô bác ạ. Như nhà em Quân thì ngôi nhà phần phía bên kia thì không có sửa được nữa. Nếu mà sửa thì phải là hầu như là phải thay lại những cái cột thì nó bị ở phần trên thì chắc chắn là vẫn còn là dùng được, nhưng mà còn ở phần dưới đấy cột thì không có còn là dùng được nữa thì phải cưa bỏ đi khá là nhiều cô bác ạ. Đấy, thì các bác ở trên kênh thì cũng có nói rằng là giúp đỡ để mà làm sao mà xây dựng được một cái ngôi nhà bằng gạch thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, còn là như đấy là về cái nhà của em Quân thì còn là đường vận chuyển nó đi vào còn dễ dàng. Còn về mà nhà hai ông cháu đấy đi mà đi ra ngoài kiếm đất để mà mua thì cũng một số tiền cũng khá là lớn. Đi mua đất xong thì còn phải là thuê máy xúc về đào đấy thì mới làm được nhà. Và đồng thời đó thì cũng cách cái phần ruộng nương của nhà ba ông cháu khá là xa cô bác ạ. Còn những hoàn cảnh nào mà Cháu Lực đi giúp đỡ được, nếu mà xây được bằng nhà xây thì Cháu Lực sẽ giúp đỡ bằng nhà xây, còn không được thì làm bằng nhà ghép. Nếu mà còn là không được nữa thì lại làm như nhà của em Cương. Như nhà của em Cương thì cũng khá là đẹp rồi cô bác ạ. Thế còn vừa rồi thì Cháu Lực cũng đã cùng em Quân là đi mua những phần quà của bà bé là bà gửi cho. Đấy, thức phim này cũng khá là dài rồi cô bác. Chắc là Cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Quân, chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.